xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh quỳnh mai tv xin chào cô chú anh chị em và các bạn à, hôm nay quỳnh mai chia sẻ với các bạn là mình sẽ à, ươm hạt cây đậu bắp nha các bạn thì đây là à, hạt đậu bắp được mình ngâm ở trong một cái khắp nhỏ đó đậu bắp này là xứ sứ của nó là ở bên té xịt nha các bạn và đào bắp này rất là sai trái hồi năm rồi mình trồng đó thì trái nó từ dưới gốc lên tới ngọn luôn và trái rất là lớn và dài nha các bạn thì mình đã lấy giống hạt đào bắp này và đem ngâm vào trong cái khắp này với cái lượng nước uh, lại uh, cao lên như thế này rồi nước thì mình pha với cái 6 6 phần nóng 6 phần lạnh và 4 phần nóng nha các bạn à, hòa lẫn vào nhau thì cái uh, sức nóng ở trong cái nước này nó chỉ hơn cái ấm ấm một chút thôi chứ không có nóng đến độ mà phỏng tay hoặc là chín cái hộp đậu bắp nha các bạn thì mình đã ngâm này À, ngâm cái hột đậu bắp này từ chiều ngày hôm qua tới nay thì cũng là được 24 tiếng rồi. Thì mình nghĩ là cái hột đậu bắp nó đã ngấm nước và nó đã nở ra. Thì hôm nay mình bắt đầu ươm hạt đậu bắp nha. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái tấm heat mat của mình để dùng để ươm hạt đó thì cái à, sức ấm à, của cái hít mát nó truyền lên trên à, làm cho à, cái à, hai cái hũ mà mình đang ươm hạt cà chua đó à, nó à, tỏ cái nhiệt độ ấm lên trên cái hai cái ly này thì à, đất ở trong ly nó cũng ấm lên và làm cho cái hạt cà chua của mình trong đó nó sẽ nảy mầm thì hôm nay uh, cái tấm hít má này còn cái diện tích uh, rất là rộng tại vì mình mới để có hai cái ly ươm hạt cà chua thôi các bạn thì còn một khoảng trống bên đây thì mình sẽ uh, ươm hạt uh, đậu bắp nha thì đây là cái uh, hộp ni lông mà đựng uh, bánh cuốn đó các bạn mình ăn xong rồi mình để uh, dành cái hạt uh, cái hộp này lại rồi mình ươm uh, um, uh, hạt giống nha thì mình trải phía dưới là hai lớp uh, khăn giấy mà mình nhúng vào trong cái uh, nước nóng rồi uh, đó nước nóng uh, mình xả ở xiên uh, để cho nó thấm nước rồi mình dắt cho nó hơi khô một chút rồi mình trải một lớp à, mình dùng tới hai lớp khăn giấy các bạn đặng cho nó có độ dày à, nó giữ nước lại nhiều hơn rồi nó giúp cho cái uh, hạt đậu bắp uh, nảy mầm nhanh hơn đó thì bây giờ ở trong cái uh, khắp này đậu bắp uh, mình bỏ vào cũng hơi nhiều nha thì mình sẽ đổ cái nước này ra rồi mình sẽ bỏ vào trong trên cái lớp khăn giấy đã được thấm nước đây mình rải đều nó ra đó mình đã bỏ vào rồi mình dùng tay mình So nó cho nó đều ở trên cái khăn giấy để khi mà nó nảy mầm nó mọc rễ thì khi mình lấy ra thì nó dễ dàng hơn các bạn để cái rễ này mà nó dính chùm với rễ kia thì mình à, sẽ khó lấy hơn nhưng mà mình không có để tới lúc mà nó rễ ra dài nó mới nứt cái nanh ra thì mình sẽ lấy cái hạt đậu bắp ra, rồi mình bỏ vào trong cái chậu nhỏ, bỏ đất vào để mình ươm nó cho nó lên cây nha các bạn. Cái giai đoạn này là giai đoạn đầu thôi, à, giai đoạn này là à, ủ, giai đoạn này là ủ hạt đậu bắp chứ chưa có mà ươm thì đó, mình trải ra như thế này rồi mình lại lấy một cái khăn giấy khác cũng được nhúng nước. Mình phủ lên trên để nó che những cái hạt đậu bắp lại các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ che lại. Để cho nó không có mất cái hơi nước, khô nước nó khô đi các bạn thì cái hạt đậu bắp nó khô nó không có nảy mầm Đó. bây giờ mình che lại như thế này rồi à, mình sẽ à, đậy cái nắp nó lại đậy cái nắp nó lại rồi mình để nó lên hít mát đậy lại cho kín ở trên cái hít mát trên cái hộp ương đó, mình có đục lỗ nè để cho không khí uh, luân lưu ra vào nha rồi mình để uh, lên trên cái hít mát thì cái sức ấm từ uh, cái hít mát uh, lên trên cái hộp ươm thì làm cho cái uh, phía dưới nó ấm lên uh, nó ấm lên những cái tờ giấy uh, lau tay đó các bạn rồi nó sẽ kích thích Cho cái hạt à, nảy mầm Mà cái hạt này Mình đã ngâm nước rồi nha các bạn Đã ngâm nước 12 tiếng Để cho nó ngấm nước và nó sẽ nở ra Rồi mình ươm như thế này Nó sẽ nảy mầm Rất là nhanh nha Thì chừng vài ngày Là đầu bắp nó Nứt cái nành ra à, Chưa có lên lá Nó chỉ mới là lúa cái nanh nó ra thì mình lấy nó ra mình ươm vào uh, trong cái hộp cái chậu nhỏ các bạn tức là cái chậu này mình đã bỏ đất vào rồi thì khi mà cái hạt đậu bắp nó nứt cái nanh ra rồi thì mình sẽ bỏ vào trong cái uh, chậu nhỏ này một chậu gì mình để hai cây nha uh, để khi mà mùa xuân á uh, À, tới mùa xuân mình đem ra ngoài mình trồng thì mình trồng hai cây luôn trồng hai cây thì nó có lợi hơn là trồng một cây nha các bạn hai cây thì mình sẽ thu hoạch được nhiều trái hơn à, với lại nếu mà ở trong cái chậu nhỏ này mình trồng hai hộp lên hai cây có khi nó lên một cây thì mình vẫn còn vốn nha còn nếu mà mình bỏ một hộp nó không có lên thì là mình mất trắng nha các bạn nên mỗi cái khắp nhỏ này mình bỏ hai hạt đậu bắp đó thì khi mà mình đem ra trồng mình cũng trồng đào lỗ lên mình cũng trồng hai um, cây nha khi nào mà nó tới lớn đó các bạn thấy um, cây nào tốt phát triển uh, lớn lên thì còn cây cái bên yếu nhỏ thì các bạn cắt chặt bỏ cái cây yếu đi à, giữ cây lớn cái cây mà mau lớn còn nếu mà các bạn trồng một cây rủi giữa chừng cái cây đó nó yếu nó quỵ thì các bạn cũng mất một cái khoảng uh, chỗ cái cây đầu bắp của mình thí dụ như một hàng mình dự định là trồng uh, 5 cây mà mất một cây thì chỉ còn bốn cây thì còn một cái lỗ hỏng cho đó các bạn nên nhà dường người ta rút kinh nghiệm người ta trồng một gốc thường là hai cây tới chừng mà nó trưởng thành mình chọn cây nào khỏe nhất mau lớn nhất thì mình để còn cây yếu hơn thì mình chặt bỏ thì lúc đó cái cây còn lại nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ và cái giường của mình nó đều nó không có uh, có lỗ hỏng các bạn Còn nếu mà mình trồng Thí dụ 5 cây mà mình trồng uh, 5 cây không Thay vì các bạn trồng 10 cây uh, 5 gốc Mà các bạn trồng 5 cây 5 gốc Ủa có 2 gốc bị chết thì các bạn có cái lỗ hỏng đó uh, Rồi các bạn Bỏ thêm vô thì nó không có đồng điều dĩ nhiên là nó nhỏ cây lớn cây nhỏ tại vì thời gian mà mình bỏ vô sau đó nó cách xa thời gian của mình bỏ cây trước vô nên khi ươm thì các bạn phải để một cái khắp này là hai cây hai cây đem ra giường đào lỗ trồng xuống cũng hai cây cỡ chừng phân nửa thời gian, thí dụ như đầu bắp 3 tháng, phân nửa phân nửa thời gian hoặc là à, cái lúc đầu cỡ chừng một tháng đó à, hoặc là mấy tuần đó các bạn chọn lọc lại thì à, cây đầu bắp nào yếu thì mình cắt bỏ chứ mà các bạn trồng một gốc, một cây thì à, thế nào cũng bị lỗ hỏng các bạn. Tại vì cây đầu bắp lên À, có cây yếu cây mạnh không phải cây nào cũng mạnh hết nên mình phải đề phòng như vậy để cho cái giường của mình nhìn nhìn vào thì nó sẽ đẹp tại vì nó đều đặn hết à, nó lên cao bằng đều nhau mình nhìn thấy không có cái lỗ hỏng còn nếu mà mình trồng một cây cây đó chết thì khi mình trồng mình nhìn vào thì thấy có cái lỗ hỏng chỗ đó các bạn, đó. thì quỳnh mai chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nha. Nếu mà hai cây tốt hết thì các bạn khỏi loại bỏ cây nào. Hai cây tốt hết thì nó sẽ cho uh, quả nhiều hơn gấp hai lần mà một cây nha các bạn. Nên bây giờ người ta thường trồng một gốc hai cây không à các bạn? để thu hoạch à, trái nó nhiều hơn là trồng một cây nữa thì các bạn thì quỳnh mai chia sẻ à, cái kinh nghiệm đó cho các bạn nếu các bạn muốn trồng à, đậu bắp nha. Bây giờ quỳnh mai xin chia sẻ à, với các bạn về 10 tác dụng của quả đậu bắp đối với sức khỏe con người nha. Đậu bắp trước hết là giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu nè. ở trong đậu đạo, đạo bắp đó có chứa uh, rất giàu uh, rất có chứa nhiều vitamin B, K, kali, kẽm, sắt, uh, magi có tác dụng hỗ trợ tạo nhiều tế bào hồng huyết cầu cho cơ thể Nếu mà bạn à, thường xuyên ăn 100g đậu bắp trong 3-4 bữa ăn à, trong một tuần thì sẽ cải thiện tình trạng thiếu máu rất hiệu quả. Đặc biệt là những bệnh nhân đang bị thiếu máu có thể uống nước ép đậu bắp thường xuyên để thúc đẩy quá trình tạo máu. Rồi đậu bắp à, giúp những trường hỗ trợ hệ tiêu hóa tức là ăn đậu bắp vào mình à, nó là có chất xơ cao nên ăn đậu bắp mình có thể à, đi à, dễ dàng. rồi à, thứ ba nước đậu bắp chữa ho và viêm họng, ăn đậu bắp hỗ trợ hỗ trợ trị bệnh tiểu đường. đào bắp chứa các chất tương tự insulin với khả năng giảm lượng đường trong máu do đó rất có lợi cho người bị mắc bệnh tiểu đường việc tiêu thụ quả này sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả rồi chữa bệnh khớp giúp cải thiện sinh lý nam giới chữa bệnh khớp thì nó có chất nhờn ở những cái khớp thì khi mà mình um, ăn vào thì cái chất nhờn đó uh, nó sẽ lại cắt khớp xương để uh, thay thế cái chất nhờn mà ở uh, xương đầu gối hoặc là xương khớp tay các bạn rồi giúp giảm mức uh, cholesterol cải thiện hệ uh, miễn dịch các bạn rồi đậu bắp à, giúp làm đẹp nha giúp giảm triệu chứng hen suyễn. nói tóm lại à, đậu bắp là một à, loại trái rất là có ích lợi cho à, với sức khỏe con người các bạn thì à, quỳnh mai chia sẻ với các bạn về cái trái à, đậu bắp thì hôm nay à, quỳnh mai À, chia sẻ với các bạn cách ủ cái hạt đầu bắp để cho nó ra mầm và cách trồng đầu bắp vào trong cái khắp nhỏ à, để cho khi mà mình đem ra giường mình trồng thì à, có hiệu quả cao vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng quỳnh mai chúc các bạn vui khỏe bình an hạnh phúc ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn xin cảm ơn các bạn thì xin chào tạm biệt hẹn với các bạn video kỳ sau